Xin chào các bạn. Giới thiệu với các bạn dòng thuốc thủy 82S. 82S thì trên bàn mình đây này mình sẽ có 3 xa kích thước khác nhau. Nó sẽ khác nhau ở cái độ dài. Đó, mình ở trên bàn mình có đây là cái cây này là cây cũng là 82S này. Và độ dài là 440 cm. Cây này cũng là 82S nhưng mà độ dài của nó là nửa mét. 50 cm. Ok. Thì cùng song song cùng cái dòng họ đó, cùng cái dòng họ 82S thì có cây này là cây 600 mm, hay là 6 tấc 60 cm. Rồi thì anh em nào đã từng coi các video trước thì cái này mình sẽ đi lướt nhanh, nhưng các bạn sẽ quan tâm chủ yếu là đến cuối cùng là giá. Để nhanh nhất thì cái cây này á, độ dài 600 này, mã số của nó, mã số đây, mã gốc của nó đây, để các bạn có thể Google ra cái mã này được, kiểm tra lại được. Và mã vạch ở đây, mã số của nó là 02595 95 95, chiều dài 600, giá tiền là 1.760.000. 1.760.000 cho cây thước thủy có hai bọt thủy thôi, nhưng mà độ dài là 600 và nhôm đúc nguyên khối luôn. Nó có một cái tay cầm ở đây, nó cắt đây là một cái tay cầm, cho nên nó có cái vạch chia, vạch chia để bằng các bạn ứng đường độ dài và vạch chia độ dài. Thường là cái vạch chia này người ta sẽ đi kèm với một cái bút chì nữa, để mình lấy cái bút chì. Bút chì như này, bút chì là cũng của hãng Stabila luôn, bỏ vừa đây à, lỗ này dùng để cho mình treo móc dụng cụ thôi, mà mình móc này nó dây an toàn như này, dây ở trên cao. À, thì cái thước thủy từ cái bút chì này á, các bạn vạch ở đây này, vạch ở đây, bạn vạch xuống gỗ, ví dụ đi, sang đây nhìn cho nó dễ này. Ở trên đây họ khắc các cái độ vị vạch chiều đây như 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 và 60. Đó. Thì khi các bạn vạch chia theo từng phân á, vạch chia này kìa. Đó, các vạch đó. Các bạn đo, các bạn làm gì đó, ngành mộc hay ngành xây dựng gì đó. Thì vạch như vậy. Thì cái bút chì này cũng của cờ Stabila luôn. Thì anh em mua một cái này mà anh em muốn tặng cái này thì anh em nhắc, mình sẽ tặng một cái bút chì. Cái bút chì rất đặc biệt bởi vì nó cái thiết kế của nó hình oval và nó khá lớn, mình cầm như này mình vạch dấu rất là dễ. Nó không có lăn, làm để mà nó không có lăn. Mình giới thiệu với thức thủy hay là bút chì đấy ha. Thì anh em mua, các anh em cần tặng bút chì thì các em khi mà đặt hàng anh em nói thì bên mình sẽ tặng cái cây bút chì này, trị giá của nó là 100.000 một cái bút chì này đặc biệt ha, của hãng Đức, Stabila của Đức. Rồi mình quay trở lại cái này nhôm đúc nguyên khối luôn, đúc nguyên khối rất là nặng nha, cầm rất là nặng. Nếu bạn cắt ở đây, bạn tưởng tượng bạn cắt ở đây ra thì thiết diện của nó giống như cái chữ Y ngắn vậy đó, chữ Y ngắn in hoa. Ở đây người ta đúc hết rồi, nó tạo ra một cái hố ở đây, rồi người ta bỏ một cái bọt thủy ở đây, người ta cân chỉnh cho nó phẳng và độ chính xác trước, đúc liền vào trong đây luôn bằng đổ keo vào đây, tương như cái bọt thủy này cũng vậy đó. Bạn nhìn vào đây thấy giống như cái gương này, để soi cái bọt thủy này ha. Mình có một bọt thủy đứng và một bọt thủy ngang. Đó, khi anh em để ngang như này, ốp đo đứng theo một cái cây, cái cây cột nhà nó có đứng không làm, thế thì mình sẽ coi cái bọt thủy này. Cái lỗ này chỉ có tác dụng để treo dụng cụ hoặc là các bạn vạch dấu gì đó, hoặc các bạn treo móc làm việc trên cao. Thì độ chính xác của cây thước thủy này đây, độ chính xác là 0.029 hay là độ hay là 0.5 mm trên 1 mét, tức là 1 mét, cứ 1 mét thì sai số sẽ là cộng trừ nửa mm, một nửa mm là rất nhỏ nha các bạn. Thì kích thước của cái này, cái phần thiết diện này này, thiết diện này càng lớn thì các bạn đặt lên mặt và cân càng dễ, thiết diện nhỏ là cân càng khó. Ở đây như này, người ta phay, phay phẳng ha, thiết diện của cái diện tích của cái mặt này này. Ngày nhật năm 52, 22 nhân 52 ha. Độ dài của nó là 600. Đúc đặc luôn. Rất chắc chắn. Giá tiền
94 của ông Hải, 95 95 1.760.000, giá mua tại showroom là 1.4 triệu. Khi các bạn thanh toán chuyển khoản thì giá cũng sẽ là khoảng 1.4 triệu. Ship code toàn quốc luôn, giao hàng toàn quốc ha. Các bạn mà giao hàng thì thanh toán phải cầm được hàng bắt đầu mới thanh toán, cho chắc kẹo thì giá tiền nó sẽ là 1.760.000. Và lần đầu tiên Minh Khang cũng sẽ thử nghiệm bán COD cho các bạn, vì anh em ở vùng sâu vùng xa nhiều khi cái việc chuyển khoản nó cũng trở nên phức tạp hơn là cái việc giao hàng nhận thanh toán, nó sẽ dễ hơn, thuận tiện hơn cho anh em. Máy hàng là máy hàng gốc của sản phẩm ha. Rồi, hàng có chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng đầy đủ cho các bạn.